đã có sự ân lợi của khán giả, người nghệ sĩ như những con tàu vì sự nghiệp, vì khán giả mà tiếp tục nhảy cơ. Khán giả rất cao cống hiến của nghệ sĩ để bình chọn tôn vinh. Nhân kỷ niệm giải Hai Bà 25 năm, ba tổ. Ủa, một tấm hình này là bao nhiêu tiền anh? Một cái tấm này bao nhiêu? 150. Công phu quá. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Và để tiếp nối cái hành trình cũng như cái hình ảnh về phố Ông Đồ, thì hôm qua chúng ta có đi phố Ông Đồ ban ngày đó, buổi chiều đó, và để tiếp tục cập nhật cái hình ảnh về đêm thì mời cô chú anh chị và bạn chúng ta xem về đêm ở đây có hoạt động gì ha. Và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Phạm Ngọc Thạch và cũng là con đường Duy Tân ngày xưa, và trước mặt chúng ta đó là nhà thờ Đức Bà, phía sau lưng nhà thờ Đức Bà. Và nếu mình đi thẳng thì sẽ ra đường Tự Do Đồng Khởi đi về trung tâm Sài Gòn. Đó, bên này là công viên 34 nè, đường Alexandre de Rhodes nè, giao lộ Alexandre de Rhodes và Phạm Ngọc Thạch. Con đường Alexandre de Rhodes cũng là con đường ngắn đó, từ đây cho đến Dinh Độc Lập, đường Công Lý năm xưa đó. Và Sài Gòn bây giờ là gần 8 giờ tối, và sẵn tiện em dẫn bạn đồng nhỏ đi chơi ở Sài Gòn Center. Thì Nị đang chơi với bạn đồng nhỏ thì em dẫn các anh chị bạn chúng ta cùng đi qua phố đi bộ đi ha. Tại ở đây cũng hơi ồn ào nên ra con nít nó cũng không thích, nó ở đây không có cầu tuồng nên nó không chịu đi. Đó, nên chỉ có em với cô chú anh chị chúng ta cùng đi thôi. Đó, và đây là con đường Nguyễn Văn Chiêm, đường Nguyễn Văn Chiêm cặp bên hông Diamond Plaza. Và ở đây có cái quán cà phê Highland, chỗ lúc nãy chúng ta vừa đứng đó. Rồi mình sẽ đi vô cái phố Ông Đồ về đêm coi đông không nha, coi đây có những cái sự kiện gì không. Gian hàng Chinsu nè, hôm bữa chúng ta thấy đó, hôm bữa thì thấy họ đang làm ha, chưa có lên hình. Hôm nay mình thấy đầy đủ hết rồi, nước mắm, nước tương, rồi phở, tất cả những sản phẩm của Chinsu. Chúng ta tiếp tục qua đây nha, một ánh đèn rực rỡ. Những cái bao lúa gạo là mình cái bên trong là cái nón lá, đúng không? Họ đổ keo lên để lúa lên cho nó vung đầy lên. Nếu xíu nữa âm thanh nó hơi ồn ào thì em sẽ chèn một đoạn nhạc gì đó vô cho nó nhẹ nhàng ha. Lấy lẹ. chúng ta sẽ vô thử ha. Một cái tấm hình 50.000. Bên trong là sân khấu. Chúng ta sẽ đi bên ngoài nha. Rất là đông mọi người đi đi chơi Tết, đi du xuân ở nhà văn hóa thanh niên này. Đó, ông Đồ đang vẽ chữ nè. Rất là vui ha. Và sự kiện này diễn ra từ ngày như là ngày 9 cho tới ngày 20 thì phải. Nó đi đường. Nó đem đồ ra đây đâu mà. Ở ngoài đây thì chưa có đông lắm. Bên trong có sân khấu, có chuẩn bị có biểu diễn âm nhạc, nên thật ra bên trong đông hơn. Chúng ta qua đây là mặt đường Nguyễn Thị Minh Khai nè, vừa rất nhiều cái móc khóa nè, bà con đang lựa nè. 20.000. Một miếng gỗ thôi. Có hát chữ lên đây. Hoa đào. Bên kia có bố lân. Propaganda. À, những cái móc khóa. Hình cái trống. Quay lại mua nữa rồi. À, để chúng ta qua đây xem coi cái gì ha. À, lại tiếp tục là những móc khóa nữa. Hình cái nón bảo hiểm, hình cây súng. Ở đây họ trang trí cái tông màu cũng rất là đẹp, lên hình cũng rất là nổi. À, những cái dĩa. Chị biết không, thường thường Nhật nó làm hai cái hai chữ khác nhau. Nổ là khó lắm á. Nó phải bông khác nhau thôi, chị chịu, nói là các em nó không đẹp đâu. Rồi cái ngày em bán chị không bán gì được luôn, nó bị sốc. Chúng ta tiếp tục qua đây xem ha. Xem bên đây coi cái gì không. Còn nữa kìa, dài dài tuốt dưới luôn kìa. Wow. Cũng dài chứ không có không có ngắn đâu nha. Hôm bữa mình đi con đoạn nè. Đây là gì đây? Để cô nói cô chủ chắc lấy mấy cái bông này đi. À là mấy bông. À cũng cơ bản là những móc khóa, những bao lì xì. quay về nó hiện đại quá ta. Xíu. Nó còn bỏ túi dễ. Nào làm cái. À, có hoa tay đó, đẹp không? Rõ. Im quá. Im quá. Mà mua cái à. Nào, vẻ đẹp hoa có hoa tay như thiệt. Chị phải lấy tiền được chứ. Ủa, một tấm hình vậy là bao nhiêu tiền anh? Một cái... Anh ơi, một tấm này bao nhiêu? Anh là... 150. 150. Công phu quá à. Và nếu các anh chị và các bạn ở gần với khu trung tâm Sài Gòn thì chúng ta hãy vô đây ha, vô đây để tham quan, mua sắm, chụp hình. À, đây có chọn bóng đó nè. Và tới đây là hết rồi. Bên kia là đường Hai Bà Trưng nè. Hai Bà Trưng với lại Nguyễn Thị Minh Khai. Đi thẳng Nguyễn Thị Minh Khai mình sẽ về cầu Thi Nghe nè. Rồi mình vô hội chợ này xem sao nha. Hội chợ quần áo giá rẻ chỉ có 100.000 thôi. Áo thun, túi xách 100 mấy à. Một số hình ảnh ở khu phố Ông Đồ về đêm và cái hội chợ lao động giá rẻ gửi cô chú anh chị và các bạn xem chơi cho vui nha. Bữa mình đi ban ngày rồi, bữa này mình đi ban đêm để cho trọn vẹn cái hình ảnh về cái khu phố Ông Đồ này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc anh chị và các bạn có một mùa xuân thật là vui vẻ và phúc bình người thân và gia đình. Rồi bây giờ thì bye bye các anh chị và các bạn.